Brad Pitt hẹn hò tình trẻ, con gái có ý định chuyển giới lộ diện buồn bã như sắp khóc. CeeLo, con gái ruột đầu lòng của nữ diễn viên Angelina Jolie và tài tử Brad Pitt, trở thành tâm điểm chú ý khi lộ diện với khuôn mặt buồn bã như sắp khóc giữa chốn đông người. Trước đó, Brad Pitt được cho đang hẹn hò với tình trẻ được 2 tháng. Mới đây, một cư dân mạng chụp hình selfie thì phát hiện ra sự có mặt của CeeLo trong ảnh. Có thể thấy con gái Angelina Jolie diện trang phục đen, đeo túi xách và tóc búi cao. Cô bé di chuyển trên thang cuốn cùng với các bạn của mình. Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi thấy CeeLo vui vẻ bên những người bạn. Trước đó, cô bé gây lo lắng với loạt hình sải bước trên phố cùng gương mặt buồn bã như sắp khóc. Dù không biết nguyên nhân khiến CeeLo khó chịu, nhưng dân tình cho rằng công chúa nhà Jolie đang bước vào độ tuổi dậy thì nên tính tình thay đổi lúc nắng lúc mưa. Những hình ảnh khó chịu thiếu tươi tắn của con gái ruột đầu lòng nhà Angelina Jolie trước đó trở thành tâm điểm chú ý và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. CeeLo đón tuổi 16 vào tháng 5 năm nay. Hiện tại cô bé nhận được sự săn đón nhiệt tình của báo giới vì có cú quay xe đáng chú ý. Từ một tomboy chính hiệu, CeeLo bỗng chốc trở nên nữ tính, biết mặc váy, nuôi tóc dài và trang điểm. Không chỉ có vậy, CeeLo còn có niềm đam mê với bộ môn nhảy. Được biết, phong cách nhảy yêu thích của con gái Angelina là hip hop và tự do. Cô bé không hề gặp khó khăn trong việc nhớ và thực hiện các bài nhảy. Cả Angelina và Brad đều tự hào, đồng thời cũng ấn tượng với những gì CeeLo thể hiện, bởi cả hai đều không có năng khiếu về bộ môn này. Về phía bố ruột là Brad Pitt, nam tài tử và Inez de Ramon, gây choáng trước thông tin đang quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn chung. Họ được kể đã bên nhau vài tháng qua. Theo People, Brad Pitt và Inez de Ramon, vợ cũ tài tử Paul Wesley, đã hẹn hò vài tháng qua. Tài tử Hollywood được kể rất thích ở cạnh doanh nhân 29 tuổi. Nguồn tin cho hay, Inez có vẻ ngoài dễ thương, vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng. Tính cách của Inez thật tuyệt và Brad thích dành thời gian cho cô ấy. Sau phim Once Upon a Time in Hollywood gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Inez de Ramon thông qua sự giới thiệu của bạn chung, nguồn tin thứ hai nói. Trước đó, ngày 15 tháng 11, báo Hollywood tung đoạn video Pitt và Ramon đi chơi chung tại buổi diễn của ca sĩ Bono ở Los Angeles, Mỹ. Họ xuất hiện lúc 20 giờ và gia nhập cùng nhóm bạn toàn người nổi tiếng là Cindy Crawford, Randall Gaber và Sean Penn. Cánh paparazzi tiết lộ rằng Pitt tỏ ra vui vẻ quấn quýt Ramon. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tài tử rời đi bằng xe riêng, còn Ramon có vệ sĩ tháp tùng về nhà. Hai người hiện im lặng trước thông tin hẹn hò. Inez de Ramon được biết đến là vợ cũ trẻ giỏi giang của Paul Wesley. Cô và tài tử nổi tiếng với series The Vampire Diaries cưới nhau năm 2019 sau một năm hẹn hò. Tuy nhiên, bộ đôi đã chấm dứt quan hệ hồi tháng 9. Ramon, 29 tuổi, hiện làm trong ngành kinh doanh trang sức. Trước khi được bắt gặp đi chơi cùng Inez de Ramon, Brad Pitt vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Emily Ratajkowski. Tuy nhiên, chân dài đã phủ nhận thông tin này. Brad Pitt đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn với Angelina Jolie, mặc dù hai người đã đường ai nấy đi từ năm 2016. Cặp sao ông bà Smith vẫn tranh quyền nuôi con và kiện tụng nhau liên quan đến bất động sản ở Pháp. Trước đó, Angelina Jolie gây chấn động dư luận khi công bố chi tiết cáo buộc về hành vi của Brad Pitt trên chuyến bay năm 2016. Trong hồ sơ mới nhất gửi lên tòa hôm 4 tháng 10, các luật sư của nữ diễn viên ở Los Angeles tiếp tục củng cố các cáo buộc trước đó của Angelina Jolie với Brad Pitt trên chuyến bay riêng hôm 14 tháng 9 năm 2016, mà sau đó dẫn tới việc Angie đâm đơn ly hôn. Hồ sơ kiện mới mô tả chi tiết khi các con Angelina Jolie bảo vệ mẹ, Brad Pitt đã lao vào một người con ruột. Để ngăn anh lại, Angie đã túm lấy nam diễn viên từ phía sau lưng. Brad Pitt bất ngờ có hành động hất vợ ra khiến Angelina Jolie bị thương ở lưng và khuỷu tay. Đám trẻ cùng lao vào để bảo vệ nhau và trước khi vụ ẩu đả kết thúc, Brad Pitt tác động vào cổ một đứa và tát một đứa khác. Những người con khác thì cầu xin bố dừng lại và tất cả đều vô cùng hoảng sợ.